cái gì nữa đây? Bữa giờ làm theo chị, giờ hết bột rồi. Hết bột rồi, mà nhà còn gạo không? Không còn gạo thì đi qua hàng xóm hỏi mượn một lon nghe không? Let's go. Với cái cốm gạo này thì đầu tiên mình sẽ rang đậu phộng ha. Lúc rang thì cho một chút xíu, dặn lửa vừa và trở đều ha. Thì mặn nào có mè đen á thì mình không cần dùng đậu phộng, mè đen nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà mình không kiếm ra mè đen mọi người ơi. Rồi sau khi mình rang được nó vàng vàng như thế thì tắt bếp đợi nó nguội ha. Lúc này thì mình sẽ đi sắc một xíu gừng vào cho nó thơm thơm. Thường thì cái cốm gạo người ta không có dùng gừng đâu, nhưng mà mình thích cái mùi gừng á mọi người, nó thơm nên mình đã sắc một chút xíu gạo. Rồi mình còn làm thêm một cái phiên bản nữa là mình sẽ dùng một chút xíu khóm hay là thơm hay là dứa gì đó tùy mọi người gọi ha. Đó, các bạn có thể đem xay ha, còn mình thì mình thấy nạo như thế này nó rất là nhanh mà nó cũng không thua gì xay, đỡ đừng rửa mọi người. Đậu phộng của mình sau khi nguội rồi thì mình sẽ bóc vỏ ra như thế này nha. Thì đó, mấy bà muốn bóc như thế nào mấy bà bóc, tôi nghĩ thật ghê hồn không. Sau khi bóc vỏ xong thì các bạn sẽ làm cho nó hơi nát đôi nát ba ra một chút, đừng có nhuyễn nhừ nha, chỉ là hơi nát nhẹ thôi. Rồi mình sẽ lấy gạo ha, mình rắc đều vô cái chảo dầu sôi thiệt sôi nha bạn, rắc từ từ nha không. Đó, nó nở phồng như thế thì mình hớt nó ra. Rồi bây giờ bắt đầu nha, mình sẽ sên. Mình sẽ làm hai loại cốm, một cốm với thơm và một cốm với gừng thôi. Thì mình sẽ cho thơm, cho đường và cho gừng vào, sau đó mình sẽ sên. Cái đường thì các bạn hãy cho gia giảm tùy vào độ ngọt các bạn thích ha. Khi mà nó sệt là như thế này thì mình sẽ cho đậu phộng vào trở đều nè. Rồi sau đó thì mình sẽ cho tiếp tục cái phần mà gạo mà mình làm cho nó nở lên thôi, tạm thời lúc này là cốm đi ha. Đó thì mình sẽ trở đều cho đến khi nó đều hòa quyện rồi thì mình sẽ cho ra một cái gì đó các bạn nén nó chặt lại ha. Thì mình không có cái gì để nén chặt hơn nên mình cứ tạm bợ như thế đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cốm đường và chỉ có gừng thôi ha. Thì mình sẽ cho nước vào nè, đường gừng vào, rồi các bạn cũng sẽ nấu sệt lại, sau đó cho đậu phộng vào trở nó đều, rồi mình sẽ cho cốm vào. Thì cái này thì nó sẽ thơm gừng nhiều hơn mọi người. Rồi mình cũng sẽ ra có khuôn các bạn, nếu mà có khuôn thì ok hơn nha. Tôi trôi cho cái chén lắc, tụi hồi tôi lấy nó không ra quý vị ơi. Thì cái phần mà cốm mà có thơm á thì nó sẽ bị hơi mềm nha mọi người, nó không có dính lại được. Còn cái phần cốm mà không có thơm mà quý vị là nó rời ra luôn. Mình cũng không biết tại sao nữa mọi người ơi, hay là vì mình làm chưa có nhiều đường, nhưng mà mình thấy cái vị ngọt như thế này là vừa rồi, nhiều đường quá ăn ngấy lắm. Chắc có lẽ là thiếu mạch nha mọi người, nhưng mà thôi kệ đi, cái phiên bản mà mình bóc lũm thì nó cũng ngon ha. Cái này các bạn bắt một cái bộ phiên lên rồi vừa bắt phiên rồi lũm, trời ơi nó thơm, cái mùi gừng nó giòn giòn mà nó béo, nói chung là ngon lắm, các bạn thử đi. Nhưng mà ăn ít thôi, ăn nhiều quá viêm họng nha quý vị. Nhớ follow đường hỏi tinh thần mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.